Hai mọi người, khá là lâu mình mới ra một cái vlog mới. Trong cái vlog lần này mình sẽ ghé Bạc Liêu. Ở Bạc Liêu sẽ có những cái nơi nổi tiếng như là cánh đồng điện gió, nhà của công tử Bạc Liêu và chùa của mẹ Quan Âm á mọi người. Bây giờ mình sẽ đi dẫn mọi người xem lần lượt từng cái nha. Nói tới Bạc Liêu, người ta không chỉ nghĩ đến nghệ sĩ Cao Văn Lầu với cái nghệ thuật đờn ca tài tử mà còn với những giai thoại về Ba Huy, chính là công tử Bạc Liêu nổi tiếng với mức ăn chơi nức tiếng một thời luôn các bạn. Thì đến hôm nay mình sẽ đến ngôi nhà của công tử Bạc Liêu để cho mọi người chiêm ngưỡng cái kiến trúc bề thế của tòa nhà như thế nào. Nhà của công tử Bạc Liêu thì tọa lạc tại số 13 đường Điện Biên Phủ, phường 3, thành phố Bạc Liêu, nằm ở cạnh bờ sông Bạc Liêu mọi người. Ngôi nhà thì mang một cái kiến trúc phương Tây sang trọng, được xây dựng từ năm 1917 đến năm 1919 thì hoàn thành. Ngôi nhà sở hữu kiến trúc bề thế nhất lục tỉnh miền Tây thời điểm đó, nên người dân ở đây gọi với tên là nhà lớn. Theo mình tìm hiểu thì cái ngôi dinh này do ông Trần Trinh Trạch, tức là ông Hội Đồng Trạch, cha của công tử Bạc Liêu xây dựng vào khi công tử mới 19 tuổi. Thì cái tổng số tài sản mà công tử Bạc Liêu được thừa hưởng và tiêu hao ăn chơi xa xỉ thì ước tính là tới 5 tấn vàng mọi người. Rất là khủng khiếp nha. Ở phía trước nhà có một cái chiếc ô tô của ông Trần Trinh Trạch mua vào năm 1930 tại Sài Gòn để đón con trai là công tử Bạc Liêu đi du học từ Pháp trở về mọi người. Cái ngôi biệt thự này do người Pháp thiết kế, xây dựng hầu hết bởi các vật liệu mang từ Paris, Pháp về. Nhiều chi tiết, vật liệu, đồ vật trong nhà được nhập khẩu trực tiếp từ Pháp luôn. Từ các bu lông, ốc vít cho đến các chi tiết xây dựng đều có đóng dấu cái ký tự chữ P á, thể hiện cái xuất xứ là Paris mọi người. Ngay khi mà bước chân vào ngôi nhà thì mình bị cuốn hút bởi cái đường nét tỉ mỉ tinh tế toát lên từ những cái họa tiết bên trong mọi người. Ngoài ra thì ở đây chủ yếu là sử dụng các ánh đèn màu vàng tạo cái cảm giác ấm cúng và lịch lãm. Mỗi cây cột, mỗi bức tường ở ngôi nhà đều có những trang trí, những cái hoa văn, những cái bức ảnh rất là đẹp mắt. Ở đây là cái phòng chính của công tử Bạc Liêu này mọi người. Bây giờ mình sẽ vô quay cho mọi người xem nha. Đây là cái cầu thang lên tầng 2. Cầu thang được làm bằng đá cẩm thạch, chia làm 3 đoạn. Mỗi đoạn gồm 9 bậc, tượng trưng cho sự trường tồn, vĩnh cửu. Cầu thang gỗ dẫn lên sân thượng là nơi ông Hội Đồng Trạch, cha của công tử Bạc Liêu dùng để phơi tiền á mọi người. Phía bên này là phòng của ông Hội Đồng Trạch, chính là cha của công tử Bạc Liêu. Tham quan cái ngôi nhà của công tử Bạc Liêu thì mình sẽ được chiêm ngưỡng những cái bộ giường, những cái bộ trường kỷ làm từ một tấm gỗ nguyên luôn mọi người ha. Ngoài ra thì có rất là nhiều những cái bàn ghế chạm khắc rất là tinh xảo.
Một nơi mà những người xem dừng lại lâu nhất ít là bàn thờ của ông Trần Trinh Huy và bà vợ đầu. Người ta bảo là không ai đếm được công tử Bạc Liêu có bao nhiêu người vợ hết. Nhưng vợ đầu tiên là bà Ngô Thị Đen được cưới hỏi đàng hoàng, con có một ông bá hộ giàu có trong vùng. Những người còn lại là vợ lẽ của ông, trong đó có một người phụ nữ mang quốc tịch Pháp rồi mọi người. Do cái không gian của cái ngôi nhà nhìn hướng ra phía sông cho nên rất là mát và lúc nào cũng có gió đón gió như thế này á. Ngày xưa người ta đã xây dựng những cái công trình mà to đồ sộ như thế này, cho đến bây giờ những cái tòa nhà của những cái công trình như thế này vẫn không mang một cái vẻ gì đó lạc hậu mà càng ngày càng có giá trị hơn. Theo các thông tin mình tìm hiểu thì công tử Bạc Liêu là người Việt Nam đầu tiên sở hữu máy bay đi khắp cả nước, đi thăm ruộng bằng máy bay, người tổ chức những cuộc thi sắc đẹp đầu tiên ở Việt Nam. Là người Bạc Liêu sở hữu nhiều đất đai, xóa muối, là những cái đất làm muối mọi người, khai thác than nè, cho thuê nhiều nhà nhà cửa. Ngày nay cái dinh thự này còn được gọi là mấy cái tên dân giả là nhà của công tử Bạc Liêu. Ngôi nhà này đã trở thành cái điểm đến du lịch cho những cái du khách trong và ngoài nước. Ngoài ra thì những cái giai thoại về sự ăn chơi, lối sống phóng túng xa hoa của công tử Bạc Liêu thì càng làm cho những cái du khách đến đến đây là càng thêm tò mò hiếu kỳ hơn. Đến đây thì du khách và các bạn mình còn có cơ hội nghỉ dưỡng trong những căn phòng kiến trúc Pháp, tại vì cái khu vực phía bên kia là cái khu vực khách sạn ở mọi người. Ngoài ra thì phía bên ngoài cũng có các dịch vụ buôn bán và nhà hàng quán ăn. Thì sau khi mình tham quan xong, mình sẽ ghé cái quầy bên ngoài để mình ngồi uống cà phê, sau đó mình sẽ đi đến một cái nơi khác để quay cho mọi người xem nha. Nơi tiếp theo ở Bạc Liêu mà cũng khá nổi tiếng cho các du khách ở phương xa đến, đó chính là Quan Âm Phật Đài. Ở đây thì mình sẽ đi và quay cho các bạn xem. Mình sẽ không bình luận về những cái ngôi chùa, nhưng mà đây là những cái nơi mà để du lịch tham quan thì mình sẽ đi và quay cho mọi người xem cái không gian bên trong như thế nào nha. Quan Âm Phật Đài xong thì mình sẽ đến một cái nơi cũng khá là nổi tiếng, đó là một cánh đồng điện gió nằm ở Bạc Liêu. Cánh đồng điện gió này mọi người khi đến đây sẽ cảm giác y như là mình đi ở một nơi nào đó của châu Âu vậy, bởi vì cái không gian nó rất là thơ mộng và nó trống trải, nhìn rất là đẹp nha mọi người. Đường đến cánh đồng điện gió thì rất là khó nha mọi người,
Nói chung là mọi người chạy xe phải cứng tay một chút xíu, bởi vì đường nó không có đẹp, và còn có những khúc đó, nó trải đá đá nhỏ đó mọi người. Chạy thì không cẩn thận có thể gì bị té nha. Rồi cuối cùng bây giờ mình cũng đã tới cánh đồng điện gió rồi. Sau khi gửi xe phía bên ngoài cổng thì giá vé là 5.000 cho một cái xe. Và các bạn đi vào trong để mua vé để tham quan thì vé tham quan một người lớn là 30.000 đồng nha mọi người. Do ở sát biển cho nên khu điện gió Bạc Liêu là một khu điện đầu tiên ở Việt Nam xây dựng vào năm 2010 với vốn đầu tư là hàng ngàn tỷ đồng. Hiện nay đang có là 63 cột tuabin và mỗi tuabin cao khoảng 80 mét, cánh quạt dài khoảng 42 mét. Từ phía cổng ra những cái trụ tuabin tầm khoảng 15-20 phút, mà cái con đường thì rất là nắng bởi vì nó ít cây xanh đó mọi người. Mọi người tốt nhất đi vào cái khoảng thời gian là từ 3 4 giờ chiều trở đi thì cái lúc đó nó sẽ đẹp hơn. Ở đây nó có cái bảng là không cho sử dụng lay cam, rất là tiếc luôn, cảnh rất là đẹp luôn mọi người mà không quay được. Tạm biệt mọi người, nhớ bấm like và đăng ký để xem thêm nhiều vlog mới của mình mỗi tuần nha.